Từ xa xưa, mắt phượng mày ngài đã được coi là tiêu chuẩn cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Chính vì thế, phái đẹp thường chú trọng trang điểm khuôn mặt để tôn lên vẻ đẹp của mình. Trước đây, phương pháp sử dụng phổ biến là kẻ, vẽ lông mày, mí mắt, tô son, nhưng lại mất nhiều thời gian và nhiều khi không đúng ý. Thẩm mỹ Hồng Kông 51 hàng gà đã mang đến một giải pháp hoàn hảo cho chị em khi vừa có thể sở hữu cặp lông mày cân đối, đường nét tinh tế hay viền mắt gợi cảm mà không ảnh hưởng tới quỹ thời gian eo hẹp của mình và luôn xuất hiện với vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Đó là phương pháp phun thêu, phiêu lông mày, mắt, môi, tạo dáng, tạo màu có độ bền cao. Được chị Phượng Hồng Kông, chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, cùng kỹ thuật phun thêu, phiêu tinh tế, đã nhiều lần đạt danh hiệu bàn tay vàng trong lĩnh vực phun thêu lông mày, mắt, môi, trực tiếp thực hiện. Khách hàng đến với Hồng Kông, ngoài chị em nơi công sở còn rất nhiều Việt kiều và các nghệ sĩ nổi tiếng tin tưởng chọn mặt gửi vàng. Ông tự hào là điểm dừng chân làm đẹp của chị em phụ nữ và dành chọn sự tin tưởng của khách hàng bởi chất lượng dịch vụ và những ưu điểm vượt trội. Với các dịch vụ phun thêu, phiêu lông mày, Thẩm mỹ Hồng Kông cam kết mang đến cho khách hàng đôi lông mày đẹp tự nhiên với phương pháp phun thêu tạo từng sợi lông mày xen kẽ, lông thật mỏng, mềm mại và mọc tự nhiên. Đặc biệt, chuyên gia Phượng Hồng Kông sẽ trực tiếp tư vấn để khách hàng lựa chọn được hình dáng phù hợp nhất với sở thích, độ tuổi và nghề nghiệp của mình. Với phương châm an toàn, hiệu quả, các dụng cụ phun thêu luôn được vô trùng tuyệt đối, sử dụng riêng bộ dụng cụ phun xăm cho khách hàng. Màu mực chiết xuất tự nhiên, có nguồn gốc xuất xứ, đạt chất lượng tốt và đặc biệt, không đau, không cần nghỉ dưỡng. Thời gian thực hiện từ 15 đến 30 phút. Tôi được một người bạn giới thiệu đến Thẩm mỹ Hồng Kông 51 hàng gà, nơi chuyên làm đẹp da và dáng. Hôm nay tôi quyết định đến đây, đích thân chị Phượng, người có bàn tay vàng, làm cho tôi lông mày, mắt, môi. Tôi cảm thấy rất hài lòng, thì nó hợp với khuôn mặt của tôi. Tôi cảm ơn chị Phượng và Thẩm mỹ Hồng Kông ạ, rất nhiều. Hiện nay, Thẩm mỹ Hồng Kông đã mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn cho dịch vụ phun thêu, phiêu lông mày, môi, như phiêu lông mày, phun thêu mắt nước, phun thêu môi lụa, môi pha lê. Sau một quy trình phun thêu chuẩn tại Thẩm mỹ Hồng Kông, chị em sẽ có bộ lông mày đẹp tự nhiên, đôi mắt quyến rũ và bờ môi gợi cảm nhất, tôn vinh những nét đẹp làm điểm nhấn cho khách hàng, đồng thời che lấp những khuyết điểm, giúp cho chị em thực sự tỏa sáng. Chi tiết về các dịch vụ tham khảo tại website thẩm mỹ hồng kông.vn. Địa chỉ duy nhất 51 hàng gà,